Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mặt nạ của em sắp tới rồi nha mọi người. Hiện tại là bên em đang có sẵn rồi dòng sản phẩm mặt nạ này nha. Đây là mặt nạ nâu thời trường của em rất là chạy, đẹp, bán rất là nhiều năm nhưng mà khách rất là ưa chuộng bởi vì cái giá thành của nó rất là rẻ và khi mà mình sử dụng á là rất là ok nha mọi người. Nó căng bóng, các bạn chi kích lỗ chân lông. Đây là cái hàng mặt nạ xịn nè. Đây, đó, mặt nạ rất là xịn nha. Đó, nó có tem mã QR chỗ này nè. Đây là hàng mặt nạ nội địa Trung nhưng mà được khách đánh giá rất là cao. Tinh chất của nó là từ những cái nâu thai của kiều lên á, giúp da của mình cấp ẩm trắng sáng một cách rất là nhanh chóng cũng như là phục hồi lão hóa da rất là nhanh. Đối với chị em nào mà muốn mua mặt nạ nâu thai kiều á thì có thể là liên hệ cho công ty bên em qua số điện thoại là 0933 766 729 hoặc là 0773 339 279 hoặc là 0355 838 057. Thì mọi người hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu một cái làn da đẹp nhất cũng như là dòng sản phẩm mặt nạ này có thể là đặt trong rất là nhiều mùa. Ví dụ xuân hạ thu đông thì mọi người đều có thể là sử dụng mặt nạ cách rất là cần thiết. Cái dòng sản phẩm này khi mọi người sử dụng á, thì mỗi tuần là mọi người sẽ sử dụng lại trong vòng 2 lần, buổi sáng hoặc buổi tối cũng được. Đó, thì đối với những chị em nào mà hay trang điểm mất chất thì trước khi là mình trang điểm thì mình có thể là đắp lên miếng mặt nạ, sau đó mình trang điểm thì cái lớp kem nó sẽ thấm và nó sẽ không bị lộ kem nha mọi người. Một hộp như thế này là sẽ có là 50 miếng. Đó, rất là tiện lợi cũng như là mức giá rất là bình dân. Mọi người hãy nhanh tay sở hữu làn da đẹp cũng như là sẽ là mua được cái dòng sản phẩm mặt nạ đều trên hàng của công ty bên em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.